Anh thấy màn hình của em chưa ạ? À, thấy rồi, bây giờ Nguyệt làm cho nó lớn lên này. Ờ, Không hiểu sao lần nào đến đến lượt em Nguyệt làm cũng có trục trặc bắt á. đầu. Không sao, không sao. Rồi, Nguyệt bắt đầu. Dạ vâng. Xin chào tất cả các anh chị trong webinar. Hôm nay Nguyệt chào hơi nhiều. Và hôm nay cái đề tài Nguyệt muốn nói đến đó là cái vấn đề rụng tóc, vấn đề về bệnh lý rụng tóc đối với nam giới và chị em phụ nữ. Các cụ ta có câu cái răng cái tóc là gốc con người. Tuy nhiên thì hiện nay đang có rất là nhiều người đang phiền não vì rằng không hiểu tại sao lý do nào mà mỗi một ngày tóc của chúng ta càng ngày càng bị thưa đi. Nam giới thì than phiền rằng tại sao mà đầu càng ngày càng hói, trông xấu, khó có thể kiếm được những cô nào ưng ý. Và thông thường thì người ta bị rụng khoảng 30 đến 60 sợi tóc mỗi ngày và cũng có lần đấy sợi tóc mới được mọc lên. Bệnh rụng tóc thì được xác nhận khi mà cái số lượng tóc rụng mỗi ngày vượt quá 100 sợi. Thì cái chu kỳ sinh trưởng của sợi tóc ấy, trung bình thì trên đầu của mỗi người có khoảng hơn 100.000 sợi tóc và chúng đều trải qua những các cái thời kỳ sinh trưởng. Ví dụ như là sinh trưởng, ngừng sinh trưởng và rụng. Cái thời kỳ sinh trưởng thì thông thường kéo dài khoảng từ 2 đến 6 năm. Lúc đó những các cái tế bào tủy tóc phân chia dồi dào làm tóc liên tục mọc dài ra. Cái tốc độ sinh trưởng của tóc khoảng 1 cm mỗi tháng. Và tiếp theo là cái thời kỳ ngừng sinh trưởng kéo dài khoảng 2 đến 3 tháng và tóc không mọc dài ra và cũng không rụng đi. Thì ở tuổi thành niên thì có khoảng 5% số tóc thì thuộc vào thời kỳ ngừng sinh trưởng. Khi hết vòng đời thì chúng rụng đi nhưng lại được thay thế bằng những các cái sợi tóc khác mọc ra. Thông thường thì vào mùa xuân hay là mùa thu, tóc thì hay bị rụng nhiều hơn những các cái mùa khác. Khi mà bạn nhìn thấy trong những các cái bồn rửa mặt, bồn tắm hay là rải rác trong nhà rất là nhiều những các cái tóc, sợi tóc nằm rải rác khắp nơi thì đó là những các cái dấu hiệu không bình thường. Thậm chí có những người sáng ngày ra ngủ dậy thì có rất là nhiều tóc để lại trên gối. Và các anh chị có thể là kiểm tra, làm trắc nghiệm là sau 3 ngày gội đầu bằng cái dầu gội, kẹp một cái lọn tóc khoảng 10 sợi giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ kéo mạnh ra. Nếu có hơn 2 hoặc 3 sợi rụng xuống, đó là những các cái dấu hiệu xấu. Và cái nguyên nhân gây rụng tóc. Nguyên nhân gây rụng tóc thì có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng tôi tổng kết ra đây một số những các cái nguyên nhân chính. Nguyên nhân đầu tiên đó là nguồn nước không sạch. Cái nước bị ô nhiễm, bị nhiễm phèn là một trong những nguyên nhân gây rụng tóc rất là nhiều. Do nguồn nước, cho nên là nếu như mà do nguồn nước thì dù thay đổi dầu gội thì tóc nó vẫn rụng. Và nếu mà cách tốt nhất trong cái vấn đề mà cái nguồn nước bị nhiễm phèn nhiều thì nên lắp những các cái thiết bị xử lý để giúp những các cái nguồn nước nó có thể là được đảm bảo sạch hơn và không bị ô nhiễm. Hoặc là nó có thể lắng vôi, có thể chúng ta dùng những các cái phương pháp nếu mà ở nông thôn thì hoặc là không có điều kiện thì chúng ta sử dụng những các cái phương pháp lắng, lắng vôi hoặc lọc qua cát để nước nó sạch hơn, được lọc phèn tốt hơn. Cái thứ hai đó là cái chế độ ăn uống mất cân bằng. Chế độ ăn uống mất cân bằng là một cái nền tảng, ăn uống cân bằng thì là nền tảng để tóc khỏe mạnh lên rất là nhiều. Cái quan trọng nhất thì các anh chị cũng như các bạn cần phải ăn uống đủ chất, có được những các cái chế độ phục hồi to cho tóc và đầy đủ những các cái loại vitamin và khoáng chất để cho cái cấu tạo tóc được tốt hơn. Nhân thứ ba là ô nhiễm môi trường, nắng và nóng thì làm mồ hôi tiết ra rất là nhiều. Với thói quen 2 hoặc 3 ngày gội đầu lần cho nam dụng thì da đầu nó sẽ không thở, nó mềm mà nó dễ mà gội đầu quá xuyên thì cái da đầu và tóc nó bị ẩm, nó không được cân bằng và nó bị tẩy rửa quá mạnh.
thì cũng làm cho tóc dễ là dễ thấy, gội đầu là tóc mình không sạch, có thể là cách một ngày hoặc 2 ngày tùy theo cái sinh cũng như là cái vấn đề của mọi người. Cái thứ tư nữa đó là tóc do cơ thể đang yếu. Thông thường thì mỗi ngày tóc có thể rụng 100 sợi và tóc khác thì lại mọc lại. Khi mang thai do thay đổi những các cái nội tiết tố, tóc có thể là rụng nhiều hơn, hoặc là sau những các cái trận ốm ốm đau nặng ấy thì cơ thể bị yếu thì tóc cũng dễ gãy rụng. Khi đó thì cần phải sử dụng thêm những các cái sản phẩm kích thích da đầu để chống rụng tóc. Cái thứ năm là tác dụng do rối loạn tâm lý, do căng thẳng. Thì ban đêm là cái giai đoạn nghỉ ngơi phục hồi của cơ thể trí não. Khi mất ngủ vì bị stress căng thẳng thì não sẽ không được nghỉ ngơi. Những các cái tế bào không được phục hồi sẽ gây tác hại đến các cái tế bào gây rụng tóc. Nếu như mà khi bị mất ngủ thì bạn nên dùng những các cái thuốc giảm căng thẳng hoặc tập luyện theo những các cái chỉ dẫn của bác sĩ mà ngủ đủ đủ ví dụ 8 tiếng một ngày thì cơ thể khỏe mạnh, không những cơ thể được khỏe mạnh mà tóc thì chắc chắn là nó cũng đẹp hơn. Cái nguyên nhân thứ sáu đó là do rối loạn hormone, các cái rối loạn về nội tiết thì tóc thường hay bị nhờn hơn. Còn ở tuổi mãn kinh thì cơ thể có thể là thiếu hụt những các cái estrogen và progesterone, thì có thể là những các cái thiếu hụt này nó cũng gây không những tóc mà nó còn có thể nguyên nhân đó là tại sao mà chị em thường là ở những các cái tiền mãn kinh cảm thấy là cơ thân vùn vụt là như vậy ạ. Thì nếu mà chúng ta có thể là cân bằng những các cái nội tiết thì nó sẽ hạn được những cái vấn đề này. Cái thứ bảy nữa đó là dụng hóa mỹ phẩm. Quá nhiều chị em phụ nữ thường xuyên uốn nhuộm duỗi, có những người trong vòng 1 tuần vừa uốn vừa nhuộm vừa duỗi, quá nhiều hóa chất nó tác động đến da đầu, hoặc là thường xuyên ấy thì cái nóng thường xuyên thì nó làm cho tóc khô dầm sơ dễ, và cái là chăm sóc tóc phải có chọn lọc, không nên lạm dụng đến những cái thứ làm đẹp bên ngoài, cái sự những cái hóa chất tạo quá nhiều gây tóc do những cha hoặc những cái giá trị hoặc là một số những loại chữa bệnh nào thì thật là tôi cũng không theo chỉ dẫn nó cũng đề cho rụng tóc, thì tóc vẫn có thể là mọc lại. Thì massage da đầu thường xuyên và sử dụng những các cái màu tóc, và đặc biệt nữa là khi mà cái tóc con nó mới mới bắt đầu hình thành thì phải có một chế độ chăm sóc tóc rất là kỹ lưỡng. Một cái nữa thì đó là do một số những các cái dụng làm đẹp, ví dụ như là cái nơ này hay là những các cái bờ này. Có rất là nhiều người không nghĩ là khi mà mình dùng những các cái sản phẩm trang trí cho tóc mà lại gây rụng tóc, thì thực sự ra hiện nay những các cái đồ sản phẩm của Trung Quốc nó không được đảm bảo về những các cái hóa, thậm chí không đảm bảo về những cái thân con như chúng ta là đường đi có những chất rất là độc hại, tóc dây buộc tóc quá quá chặt, búi chặt thì làm căng chân tóc, thì đó là hiện nay chị hay da nắng không không chắc do bệnh hiện nay thì có một số do những bệnh lý, ví dụ như thì những các cái chủng chủng nấm như là cái Crohn's hoặc là Tophiton thì nó khá là phổ biến, và
ở các cái trẻ em ở lứa bồng. Cái nấm này thì nó có lây 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 người này sang người khác, hoặc đội chú, hoặc là thậm chí là lây từ súc vật nhà như chó mèo đấy, sang những người mà thường xuyên bế chó bế mèo cũng rất là bị gây nấm. Và những các cái biểu hiện ở trên da đầu là có những cái đám đám lại nó viêm đỏ hoặc có vảy trắng, và tóc thì bị ở chân cái tóc nó bị gãy đấy, nên phải phải sử dụng một số những cái thuốc điều trị nấm. Cái thứ hai về bệnh lý đó là do da dầu. Thì cái bệnh lý do da dầu này nó rất là thường xuyên. Có nhiều người mà có những các cái thể trạng từ trong mồ hôi dầu. Những người mồ hôi dầu mà nếu mà không thường xuyên giữ tóc sạch thì nó rụng tóc rất là nhiều. Thì thường là cái mồ hôi dầu này thì là do di truyền, và đó là những các cái tác động của cái androgen, nên cái nang tóc ở đầu làm cho cái nang tóc là giảm kích thước và nó dần dần nó teo lại và nó rụng đi. Đấy, bình thường ra những cái loại này ấy, thì thường gặp ở nam nhiều hơn, ở nam thì nhiều hơn ở nữ, và ở nam thì khoảng 3 đến 40 tuổi trở lên thì mới bị xuất hiện cái hiện tượng này. Ở nữ thì khoảng 80 phần trăm thì bị ở cái tuổi 6 70 tuổi. Và cái chứng bị rụng tóc da dầu này thì còn liên quan đến cái androgen, cái chứng gọi là hóa điển đấy ạ. Thì đầu tiên thì tóc rụng và thưa dần trán đấy, xong rồi tạo thành những cái hình lượn sóng, sau đến là rụng ở vùng giữa đỉnh đầu và dần dần thì hói lên phía bên trên và đỉnh đầu, nhưng mà hai bên thái dương thì vẫn còn tóc. Và cái sản phẩm này thì cái loại hình này ấy thì thường là bị ở nam giới nhiều hơn, và chúng ta vẫn thấy một số nam giới bị hói tóc. Cái nữa đó là rụng tóc do nhổ tóc. Có rất là nhiều người thì cái này thì hay hay bị ở trẻ em hơn, và phụ nữ thì lại bị nhiều hơn nam. Và phụ nữ thì thường hay cứ sợ xấu, nhổ những các cái tóc bạc, mà khi mà nhổ quá nhiều và thường xuyên thì nó sẽ làm cho những các cái tóc nó nham nhở, nó mọc không đều, chỗ thưa chỗ xen kẽ, những các cái chỗ thưa chỗ, cho nên là hoàn toàn là không nên thường xuyên, không nên nhổ tóc. Và cũng có một số những các cái do rối loạn những các cái tâm lý, và có rất là nhiều người cảm thấy là khi nhổ được một ít tóc mới cảm thấy là nhẹ nhõm, mà cảm thấy thoải mái, thì nó cũng là một cái bệnh lý. Hoặc là cái bệnh lý người bị giang mai ở giai đoạn 2, tức là bị khoảng là 3 tháng sau khi mà nhiễm bệnh ấy, thì cũng bị rụng tóc, kiểu như là nó cứ dự rụng, nó cứ thưa dần, tóc rụng nham nhở và không đều ở hai bên thái dương. Và nếu mà mình điều trị khỏi những các cái bệnh giang mai này thì tóc nó sẽ cũng có thể mọc lại. Cái yếu tố nữa đó là cái yếu tố người ta gọi là bệnh rụng tóc chuỗi hạt, tức là liên quan đến yếu tố di truyền. Thì cái bệnh lý này thì gặp ở cả nam cả nữ, và thường thì xuất hiện từ nhỏ hoặc là từ tuổi thiếu niên. Thì thân tóc có những các cái đoạn nó co nhỏ lại, có đoạn lại phình to ra không đều đặn, thì tạo thành những các cái nút hoặc là những các cái cục ở tóc, thì tóc nó bị gãy 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 đứt đoạn ra. Và da đầu thì tóc bị thưa gãy trông như là hói, nhưng mà vẫn còn những các cái chân tóc, và nó phủ những các cái chân tóc ngắn và rất là cứng. Thế còn là rụng tóc nữa là do cái tổn thương, những các cái bệnh tổn thương ở da đầu. Cái này thì ví dụ như là những các cái mụn nhọt, hoặc là những các cái vết viêm, hoặc là những các cái sẹo, hoặc là những các cái gây teo da, những các cái viêm tạo mủ đấy, thì gây nên những các cái bệnh rụng tóc. Thế ví dụ như là những các cái bệnh cái lupus ban đỏ ấy, thì cái dạng đĩa, hoặc là viêm nang lông, hoặc là những các cái loại nấm, hoặc là những các cái xơ cứng bì khu trú, thì nó cũng làm cho tóc rụng đi rất là nhiều. Và cái vấn đề về stress thì cũng là một cái nguyên nhân như lúc trên tôi đã nói. Nếu như mà chúng ta ngủ đủ 8 tiếng một ngày thì cái vấn đề rụng tóc nó cũng giảm đi cũng khá là nhiều.
Ngoài ra thì còn có một số những cái nguyên nhân khác. Và những các cái nguyên nhân này thì là nó cũng là những các nguyên nhân rất là thường xuyên xảy ra. Ví dụ như là những các cái tình trạng thiếu sắt và thường là ở phụ nữ thì hay bị cái hiện tượng thiếu sắt. Và đặc biệt nữa đó là những phụ nữ sau khi sinh và phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh thì thông thường một người thì được coi là thiếu sắt thì nếu như mà những cái nồng độ cái thành phần ferritin trong máu thì xuống dưới 20%. Một phụ nữ mà ở thời kỳ đầu của quá trình mang thai thì sẽ bị mất khoảng 10 đến 15% mg sắt. Nhưng mà bước vào thời kỳ mang thai ấy, thì cái lượng sắt sẽ bị mất đi lớn hơn rất là nhiều, khoảng từ 600 đến 1000 mg cơ. Thì chính những các cái điều này là ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người phụ nữ. Bởi vì như chúng ta biết ấy, thì sắt cũng là một cái chất khoáng mà chiếm một số lượng lớn ở trong máu. Và cái chức năng năng quan trọng nhất của sắt là duy trì cái quá trình tạo ra những các cái gọi là hemoglobin, tức là cái yếu tố tiếp nhận oxy ở trong máu, và cái myoglobin là một cái dạng 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 hemoglobin tồn tại ở trong các cơ của chúng ta ấy. Thì trong khi thiếu sắt thì cái phần chân tóc thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Bị thiếu dinh dưỡng thì cái chân tóc nó sẽ yếu và nó rất là dễ bị tổn thương, dẫn đến những các cái việc là dễ bị rụng rụng tóc. Và cái cách mà để tốt nhất là cái cân bằng cái lượng sắt trong máu thì chúng ta phải cải thiện những các cái chế độ ăn uống thường xuyên và có thể là sử dụng bằng cái thực phẩm chức năng để tăng cường sắt cho cơ thể. Cái vấn đề nguyên nhân nữa đó là cái thói quen hút thuốc gây hói đầu ở nam giới. Thì đây là cái kết quả nghiên cứu của nhiều nhiều nhà khoa học thuộc các quốc gia khác nhau trên thế giới. Và theo đó thì những người hút thuốc trên 20 điếu thuốc mỗi ngày thì có nguy cơ bị hói đầu cao gấp 2 lần bình thường. Và cái nguy cơ này giảm khi mà những người này có cái thói quen giảm cũng như là bỏ hút thuốc. Thì các nhà khoa học cho biết là chính cái việc hút thuốc thì nó làm tổn thương những các cái cấu trúc gen của các biểu bì ở chân tóc. Nó là một cái thành phần, nó là một phần rất là quan trọng để cho tóc khỏe và phát triển. Cái này thì nó gây ảnh hưởng không lợi cho các cái tế bào ở chân tóc. Do đó là nó gây cái quá trình cản trở cái sự lưu thông máu và cái lượng hormone tiết ra. Ngoài ra thì các nhà khoa học cũng còn cho biết những người hút thuốc thì không chỉ gây ra những chứng hói đầu cho chính bản thân mà họ còn còn để lại những các cái hậu quả tương tự cho con trai của họ sau này, tức là nó mang yếu tố di truyền. Và cái vấn đề nguyên nhân nữa đó là thiếu vitamin B. Cái vitamin B là một cái thành phần mà cơ thể cần được phải cung cấp thường xuyên bởi vì nó chính là những các cái yếu tố để kích thích mọc tóc nhanh. Cái biotin hay còn gọi là cái vitamin H thì nó có vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc kích thích tóc mọc dày và khỏe. Cái loại thành phần này thì dễ được tìm thấy ở trong các cái thực phẩm, ví dụ như là trứng này, cá, sữa, lạc hay là những các cái loại đậu. Thế nhưng mà nếu như mà thiếu vitamin B ấy, nhóm B thì nó sẽ gây ra rất là nhiều những các cái vấn đề cho cơ thể. Và cái tiêu biểu đầu tiên đó là cái vấn đề rụng tóc. Cho nên là với những người rụng tóc thì như bài lần trước tôi có nói về cái sản phẩm Life Pack ấy, thì cái sản phẩm Life Pack nó có rất là nhiều những các cái thành phần vitamin B và nó đủ những các cái loại thành phần vitamin B và những các cái hàm lượng khoáng chất rất là dồi dào. Cho nên là những người bị hói tóc bị rụng tóc có thể sử dụng cái Life Pack và đặc biệt là Life Pack Nano thì nó sẽ cải thiện được cái vấn đề rụng tóc rất là nhiều. Như trên thì tôi cũng nói rồi, cái vấn đề sử dụng quá nhiều vitamin A nó cũng là một cái ảnh hưởng rất là nhiều đến đến vấn đề về rụng tóc. Thì cái vitamin A là một trong những các cái thành phần vitamin quan trọng đối với cơ thể. Nhưng mà nếu mà sử dụng vượt quá những cái hàm lượng cho phép, tức là hơn 1000 đơn vị một ngày thì sẽ lại cho cái tác dụng ngược lại. Nó sẽ gây độc cho cơ thể và dẫn đến những các cái dấu hiệu đầu tiên đấy là rụng tóc. Nhất là đối với những người tóc mỏng thì các chuyên gia khuyên là nên giảm sử dụng những các cái vitamin A. Còn nếu mà bởi vì rõ ràng ấy thì có rất là nhiều người uống quá nhiều vitamin A và nghĩ là vitamin A tốt cho tóc hoặc là đẹp cho da, thậm chí là vitamin E.
thì có rất là nhiều người cũng sử dụng cái vitamin A và E kèm với nhau và nó tạo ra cho cái da nó được mỡ màng hơn. Tuy nhiên cũng đồng nghĩa với việc rằng là cái da đầu nó sẽ bị dầu nhiều hơn và đây nó cũng là một cái nguyên nhân gây rụng tóc. Và tôi xin giới thiệu sản phẩm ở Nu Skin có hai sản phẩm hiện nay đang điều trị cái vấn đề về rụng tóc, đó là dầu gội đầu Nutrion Shampoo và thuốc Nutrion Hair Fitness Treatment là hai sản phẩm để kích thích mọc tóc. Thì tôi xin giới thiệu qua về cái sản phẩm của Nu Skin. Cái thành phần chủ yếu trong cái sản phẩm này đó là cái Sikaglossin. Nó là một cái thành phần ở trong tảo, trong trong những các cái loại rong tảo biển và nó giàu suy cái sunfat polysaccharide. Nó được chế tạo tại phòng thí nghiệm của châu Âu với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu về tóc. Thì có nguồn gốc từ một loại tảo nâu, đó là tảo biển, được mọc và thu gom từ cái vùng biển Iros Research của Pháp. Và cái thành phần chica glossin hoạt động kết hợp với thành phần thiết kế những các cái thành phần thiết yếu khác để tái tái khoáng hóa, giúp phục hồi độ dày của tóc và độ sáng của tóc. Thế thì có một cái câu chuyện độc đáo về biển. Thì đại dương là một nơi cư trú lớn nhất của những các cái nguồn sống trên hành tinh của chúng ta và cũng là một cái nơi mà cuối cùng con người khai thác. Cái đại lục thứ 8 được mệnh danh đại dương là đại lục thứ 8, nó rất là phong phú và ở đây thì thường là cái nôi của sự sống. Thực ra ấy, thì cách đây khoảng 3 triệu năm thì từ biển một cái dạng sống đầu tiên được phát hiện, đấy là tảo siêu nhỏ. Do nó có một cái kết cấu phong phú rất là lạ thường và tất cả những các cái nguyên tố cần thiết đều có ở trong tảo. Và chính về cái yếu tố đó thì nó giúp đảm bảo những các cái tuổi thọ và tăng cường những các cái sức sống của mái tóc và da đầu bằng những các cái công nghệ được chứng nhận. Cái đầu tiên đó là dầu gội Nutrion Shampoo. Nó là một chất, kể cả hai cái sản phẩm này chúng ta gọi nôm na là dầu dầu gội để kích thích mọc tóc và cái tinh chất để kích thích mọc tóc. Thì hai cái sản phẩm này á thì nó có nguồn gốc từ rong biển thì đã được chứng minh lâm sàng tại phòng thí nghiệm của châu Âu và được đặc chế để giúp tái khoáng hóa cái da đầu và tăng cường độ ẩm cho tóc. Cái Nutrion còn giúp cho mái tóc là trông dày hơn này, rồi tóc khỏe hơn. Và đặc biệt là cái Nutrion Hair Finish Treatment nó giúp cho tóc dày khỏe và nó mang lại những các cái sức sống tối đa cho tóc. Và cái công dụng của hai sản phẩm này đó là thúc đẩy cái sự khỏe mạnh và bồng bềnh cho tóc, đưa cái nguồn sống mới và tăng cái sức bền ở tóc. Cái thứ ba nữa là khai thác triệt để những các cái chất dinh dưỡng quan trọng và những các cái vitamin để nuôi dưỡng chân tóc. Cái thứ tư nữa là khoáng hóa, giúp hấp thu nước cho tóc, cải thiện những các cái sự bao phủ và độ bóng mượt của tóc. Và sản phẩm này thì hoàn toàn an toàn, không gây kích ứng da, đã được thử nghiệm tại tại bệnh viện da liễu, tại thử đã thử được thử nghiệm ở với da liễu. Thì cái tác dụng của sản phẩm này ấy, thì nó mang lại cho mái tóc dày và khỏe, tái tạo sức sống và tăng cường sức mạnh của tóc, tăng cường sự hiện diện của những các cái dưỡng chất và vitamin chủ yếu cho nang tóc và tái khoáng hóa, tăng cường độ ẩm cho tóc và cải thiện những các cái khối lượng cũng như là cái độ sáng của tóc. Và cái tác dụng những các cái tác dụng này thì hoàn toàn đã được những các cái bác sĩ chuyên khoa da liễu trong cái da liễu về dị ứng thử nghiệm về những các cái độ an toàn của sản phẩm. Thì ở cái sản phẩm tinh chất kích thích mọc tóc nó ở bên trên phía bên trên nó trên cái nắp nó có một cái chất màu tím, đó là những khoáng chất. Thì những các cái khoáng chất này khi hòa tan vào cái dung dịch thì nó giúp dẫn một cái điện lượng và cái hàm lượng khoáng càng cao thì sẽ dẫn cái sự dẫn xuất điện nó sẽ càng cao hơn. Thì cái Nutrio
fitness treatment này thì nó có cái độ dẫn xuất rất là cao. Điều đó thì cho thấy rằng là nó rất là giàu những các cái dưỡng chất và khoáng chất. Và nghiên cứu cho thấy rằng là những các cái nang tóc đòi hỏi nhiều những các cái dưỡng chất và khoáng chất để mang lại những các cái sức sống tối ưu cho tóc và giúp tóc mọc dày hơn. Thông thường thì cái sinh lý học của tóc ấy thì chu kỳ của mỗi nang tóc thì thông thường qua 3 giai đoạn. Cái giai đoạn mọc tóc thì đó là cái giai đoạn phát triển mạnh, thông thường khoảng từ 3 đến 7 năm. Cái giai đoạn thứ hai đó là cái giai đoạn ngưng ngưng chuyển tiếp, tức là ngưng tăng trưởng ấy, thì nó ngưng khoảng từ 2 đến 4 tuần. Và cái giai đoạn thứ ba đó là cái giai đoạn về già, tức là nghỉ ngơi và nó rụng trong khoảng thời gian khoảng 3 đến 4 tuần. Và tóc ấy thì liên tục rụng và mọc lên theo cái chu kỳ luân phiên của sự phát triển, của sự nghỉ ngơi, rụng xuống và mọc mới. Thì đó là những các cái hoàn toàn bình thường. Và khi mà cái sản phẩm tinh chất kích thích mọc tóc sử dụng với máy Galvanic Spa, thì khi sử dụng cái sản phẩm Nutrition Hair Fitness Treatment ấy, sử dụng kết hợp với máy Galvanic Spa thì nó thúc đẩy cái tóc hấp thụ những các cái dưỡng chất ngay từ đầu bằng cách là dễ dàng chuyển hóa những thành phần chủ yếu và dòng điện tương thích và những sự khác biệt trong những các cái công thức của sản phẩm thì nó giúp cho dễ dàng chuyển hóa những các cái dưỡng chất vào sâu trong da đầu cũng như vào sâu những các cái nang tóc. Đặc biệt nữa thì máy Galvanic Spa còn kích thích sự tuần hoàn máu. Khi đó nó những các cái nang tóc mới khi được sản sinh ra nó sẽ được nuôi dưỡng một cách tốt nhất. Và cái cách sử dụng thì sau khi gội đầu với dầu gội Nutrion Shampoo thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm cái tinh chất kích thích mọc tóc thì chúng ta khi khi sử dụng ấy thì chúng ta có hai cách. Một là mở nắp theo chiều xuôi kim đồng hồ và chúng ta bấm cái nắp ở bên trên, cái nắp sau khi được mở ra nó sẽ có một cái phần nhô lên và chúng ta bấm mạnh để cho những các cái khoáng chất màu tím nó rơi xuống cái dung dịch và chúng ta lắc đều. Cách thứ hai là chúng ta có thể mở theo chiều ngược chiều kim đồng hồ để cho cái khoáng chất rơi xuống và sau đó chúng ta lắc mạnh lên. Chúng ta bỏ cái nắp phụ ra cái nắp đó ra và chúng ta sử dụng một cái nắp phụ nó giống như là một cái đầu của lọ thuốc nhỏ mắt và chúng ta rẽ rẽ chân tóc ra, chúng ta bôi, chúng ta chấm dần 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 và chúng ta lấy tay xoa nhẹ rất là nhẹ nhàng và sau đó sử dụng máy Galvanic với số 5 với cái đầu giống như là cái lược. Nếu như mà chúng ta cố gắng đừng để cho cái nước đấy nó rớt xuống cổ, bởi vì khi rớt xuống cổ có rất là nhiều người sẽ cảm thấy sợ bởi vì thấy tạo thành một cái vệt đỏ ở trên cổ. Mặc dù là khi chúng ta cho lên da đầu thì chúng ta không cảm thấy bất kể một cái hiện tượng nóng rát nào cả. Tuy nhiên khi tại sao khi chảy xuống cổ thì nó có một cái vệt đỏ? Đó là gì? Khi sản phẩm tác dụng vào da nó kích thích cái sự tuần hoàn máu ngay lập tức. Chính vì lẽ đó cho nên là nó có những các cái hiện tượng đó và chúng ta tránh làm sao không để cho chảy xuống cổ cũng như là chảy xuống gáy. Và đối với phụ nữ thì trong cái giai đoạn điều trị đó là những người mà bị tóc rụng quá nhiều ấy thì giai đoạn điều trị thì mỗi một ngày thì nên sử dụng một chai trong vòng 8 tuần. Và cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn dưỡng. Thì cái giai đoạn dưỡng này thì chỉ cần sử dụng 2 chai một tuần và sử dụng trong 4 tuần. Còn đối với nam giới thì trong giai đoạn điều trị thì nên sử dụng cách một ngày một chai, có nghĩa là khoảng một tuần 3 chai và sử dụng trong vòng 8 tuần. Cái giai đoạn 2 ấy, thì là 2 chai một tuần và trong vòng 6 tuần. Có rất là nhiều người không đủ kiên nhẫn và mới dùng độ khoảng một hộp thì đã bảo là chả thấy mọc gì cả. Như chúng ta biết rằng một hộp trong vòng một tháng với những các cái tóc khỏe mạnh bình thường nó mọc nhiều nhất khoảng từ 1 đến 2 cm. Với những các cái tóc yếu nó cũng chỉ mọc lên được khoảng 1 cm. Và khi mà cái nang tóc của chúng ta chưa được phục hồi thì cái tóc mới nó mới nhú lên được thậm chí vài mm. Mà chúng nếu như mà chúng ta ngừng, chúng ta không tiếp tục sử dụng và chúng ta nói là không có kết quả thì điều này hoàn toàn là sai. Khi sử dụng thì các anh chị phải hãy kiên trì sau 3 tháng
thì anh chị sẽ thấy những các cái tóc của mình nó sẽ được mọc dài ra. Và đặc biệt nữa, khi mà cái sản phẩm nó thẩm thấu vào trong cái da đầu thì những các cái nang tóc mà nó bị teo nó là một nguy cơ cho tóc rụng, thì giờ đây nó được cung cấp những các cái khoáng chất, những các cái vitamin, nó sẽ khỏe lên, và chính những điều đấy nó sẽ giữ lại những các cái tóc của chúng ta không bị rụng nữa. Và một số những các cái người mà da đầu bị dầu nhiều và thường là có những các cái lớp mỡ, sờ vào thường những người đó da dầu thì sờ lên đỉnh đầu hoặc là sờ lên da đầu thì chúng ta thấy có những các cái nó hơi hơi mềm, nó hơi bùng nhùng, thì cái sản phẩm này nó cũng làm giảm những các cái lượng dầu tiết ra ở chân tóc, và khi đó thì nó cũng làm cho tóc nó ít rụng đi. Và những các cái biện pháp chống rụng tóc thì chúng ta cần phải có những các cái chế độ ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ, ăn uống đầy đủ những các cái dưỡng chất. Và chính vì cái vấn đề thiếu ăn uống, thiếu chất nó làm cho tóc bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là tránh những các cái tình trạng quá căng thẳng. Ví dụ như là bị stress mạnh thì theo các nhà chuyên môn, nguyên nhân chính dẫn đến rụng tóc ở phụ nữ thì đấy là do stress, do cái công việc hàng ngày càng ngày nó căng càng nhiều, chính vì đó thì nó sẽ làm cho chị em phụ nữ bị rụng tóc. Và hay gặp nữa ở phụ nữ có thai sau khi sinh nở hoặc là sau phẫu thuật, và đặc biệt nữa là đấy là sau ăn kiêng không hợp lý, cơ thể nó mệt mỏi và công việc thì quá bận rộn, thì cái hậu quả của việc stress ấy thì không chỉ là thể hiện ở những các cái hiện tượng rụng tóc, mà nó còn cả làm xấu đến da, rồi làm cho da bị sần, rồi có đốm, mẩn, ngứa, trông mặt mũi cơ thể đều không được khỏe mạnh. Cái điều chỉnh các nội tiết tố thì đối với phụ nữ thì cái tình trạng rụng tóc từng mảng thường liên quan đến những các cái sự tăng hoặc giảm những các cái nội tiết tố nam trong máu. Trong mỗi một cơ thể người thì đều có những các cái nội tiết tố nam và nội tiết tố nữ. Có rất là nhiều người lại bảo tôi là nữ thì tôi chỉ có nội tiết tố nữ chứ làm sao lại có nội tiết tố nam. Nhưng mà phụ nữ vẫn có những các cái nội tiết tố nam. Với những các cái người mà có nội tiết tố nam tăng trưởng mạnh thì thường là tuyến lông cũng phát triển mạnh, ví dụ như là ria mọc nhiều hơn, lông tay, lông chân mọc nhiều hơn. Đấy thì cái rụng tóc này thì nó cũng là do tăng hoặc giảm một số những cái nội tiết tố nam, hoặc là do ảnh hưởng của nội tiết mà cái chu kỳ phát triển của tóc bị giảm sút đi, cái chân tóc nó bị teo lại, nó không nâng được được cái sợi tóc bình thường thì nó cũng làm cho rụng tóc. Sau đó thì các cái sợi tóc nó mảnh hơn và nó tiếp tục mọc lên ngày càng nhiều, nhưng mà những các cái sợi tóc khỏe cứng thì ngày càng giảm đi, tức là cái tóc mới nó mọc lên nó cũng bị yếu rồi. Thế thế thì cái y học gọi cái chứng rụng tóc do nam tính hóa mà về lâu dài thì sẽ gây ra cái hiện tượng gọi là thưa tóc. Cái hiện tượng này thì cần phải được điều chỉnh chữa ở những các cái chuyên khoa, ví dụ như là một số những các cái căn chỉnh lại nội tiết. Cho nên là phụ nữ mà bị có vấn đề về nội tiết thì cũng nên sử dụng những các cái cân bằng về nội tiết tố. Và ở Nu Skin thì cũng có 3 dòng sản phẩm, đó là Estera 1, 2 và 3, làm cân bằng lại nội tiết tố cũng như là những các cái lượng hormone trong cơ thể chị em phụ nữ. Estera 1 sử dụng cho lứa tuổi từ 20, 25 đến khoảng 45 tuổi. Cái Estera 2 sử dụng cho phụ nữ từ 45 đến tiền mãn kinh, tức là trước khi bị mất kinh, và cái Estera 3 sử dụng cho phụ nữ sau khi đã mãn kinh rồi. Và cái vấn đề nữa đó là nếu như mà bị rụng tóc thì đương nhiên cần nên sử dụng những các loại thuốc chống rụng tóc hoặc kích thích mọc tóc. Thì cái chống rụng tóc này bổ sung những các cái hoạt chất rất là cần thiết cho sự phát triển ở tóc, ngay ở cái phần nuôi dưỡng da nằm ở phía dưới chân tóc. Mà phần lớn thì các cái thuốc này đều có chứa những các cái loại vitamin, khoáng chất, những các cái axit amin có hiệu quả cho các cái trường hợp mà chỉ bị rụng tóc đơn thuần và nhẹ. Còn một cái biện pháp mà muốn làm đẹp nữa thì hiện nay đó là một biện pháp tẩy tóc.
thì ngay. Thế nhưng mà mất rất là nhiều thời gian, cũng như là vấn đề này thì hầu hết là hiện nay cũng chưa được phát triển lắm ở tại Việt Nam, còn ở trên thế giới thì tôi cũng cũng không được biết nhiều. Và tôi vừa trình bày với cả các anh chị về những các cái nguyên nhân gây rụng tóc, cách phòng chống và cách điều trị, và đặc biệt với Nu Skin có hai dòng sản phẩm, đó là dầu gội đầu kích thích màu tóc và tinh chất kích thích màu tóc. Đó là dầu gội đầu Nutrion Shampoo và tinh chất kích thích màu tóc Nutrion Hair Finish Treatment. Thì rất là mong muốn những anh chị em nào có trong webinar ngày hôm nay có những các cái dấu hiệu tương tự hoặc có những các cái bệnh lý tương tự thì sử dụng những các cái sản phẩm của Nu Skin, nó sẽ mang lại cho các anh chị những các cái hiệu quả rất là cao. Và nên nhớ rằng chúng ta phải biết được cái nguyên nhân gây rụng tóc của chúng ta là gì để chúng ta có thể căn chỉnh cả những các cái yếu tố từ bên trong cơ thể, chứ không phải đơn thuần chỉ là điều chỉnh cũng như là chăm sóc bên ngoài. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn em nè. Bài nói chuyện rất hay. Mình có những cái chi tiết thường thường có thể nói đây là một cái sản phẩm mà ít một ít được để ý nhất mấy gì so với lại cái Galvanic Spa hay là cái bộ Transformation hay là Tea Green. Nhưng mà nếu mà mấy anh chị để ý nha, tức là ai có nhu cầu về vấn đề rụng tóc đó thì hình như là những người mà độ tuổi 40 trở lên, đặc biệt là phụ nữ đó, người ta quan tâm về cái này lắm anh chị. Thành ra đó, một số anh chị cũng nên có thể nói là tại vì mình không có xài cái này, thành ra mình nói không được và mình không biết nhiều để mà nói. Thành ra mình mong là mấy anh chị nghe đi nghe lại cái bài này sẽ được đã được thâu lại, và mình sẽ bỏ post ở trên Facebook và lại cái trang Suối Nguồn Tươi Trẻ đó. Mấy anh chị có thể nghe đi nghe lại và gửi cái đoạn này, mấy anh chị gửi cái đoạn video hôm nay đó cho một số mấy anh chị nào mà có cái nhu cầu về rụng tóc. Thực tế ra mình nghĩ là một trong những cái ưu tư hôm nào là nếu mà một số mấy anh chị mình có thể phỏng vấn những người ở ngoài đường đấy, hỏi người ta quan tâm về vấn đề gì nhất đấy, thì có thể nói là cái rụng tóc nó là một trong những cái năm, có thể nói là năm cái mà quan tâm hàng đầu của người phụ nữ mấy anh chị. Thành ra mình đang có một cái sản phẩm rất độc đáo và mình sẽ nhắc lại đó, đây là cái sản phẩm mà nó giúp cho Nu Skin có một cái sự bùng nổ rất lớn mấy anh chị, từ năm 1989 cho tới năm 91. Rất nhiều team elite người ta trở thành triệu phú và người ta đã về hưu được trong cái giai đoạn này mấy anh chị, nhờ cái sản phẩm mà mấy anh chị đang nhìn ở trong màn hình này. Đây là những cái sản phẩm rất độc đáo và mình mong là một số mấy anh chị nếu mà không có thử cho chính mình, mấy anh chị cũng tìm hiểu và có thể giúp những người mà người ta đang đau khổ về về cái bệnh rụng tóc. Thành ra cái đây là những cái bài rất giá trị. Một lần nữa cảm ơn Minh Nguyệt. Hẹn lại thứ sáu tuần tới. Không biết thứ sáu tuần tới Nguyệt có cái đề tài gì chưa? Thì kịp phải thông báo luôn. Vâng, để em chuẩn bị, bởi À, vì cái gì em cũng phải chuẩn bị nó kỹ lưỡng. những Vâng. cái bài mà Nguyệt làm đó anh thấy là có một cái sự chuẩn bị rất kỹ đó, là cái này là cái rất hay. Có một cái câu hỏi đó là chị có thể cho biết làm sao để xác định chính xác nguyên nhân rụng tóc, như hồi nãy là Nguyệt cũng có nói qua rồi. Cái câu hỏi của Thanh Nguyễn. Về đây. Dạ. Chị có thể có câu hỏi chót À. trước khi mình ngưng. Chị có thể cho biết làm sao để xác định chính xác nguyên nhân rụng tóc? À, vâng, cái nguyên nhân rụng tóc ấy, thì như lúc nãy Nguyệt cũng đã nói rồi, chúng ta phải xác định được ví dụ như cái nguồn nước của chúng ta có sạch không, đảm bảo không, cái cơ thể của chúng ta có ăn uống có bị mất cân bằng hay không, có bị thiếu những các cái khoáng chất hay không, hoặc là chúng ta ít gội đầu quá, hoặc da của chúng ta bị dầu, liệu có bị căng thẳng, hoặc là chúng ta sử dụng những các cái hóa mỹ phẩm có nhiều không, và những các cái vấn đề về bệnh lý thì chúng ta phải xem chúng ta có bị trong những các cái bệnh lý do bệnh lý gây nên hay không, hoặc là nếu như không thì không tất cả ở hai cái nguyên nhân trên là các cái nguyên nhân như tôi vừa nói, cũng như là những nguyên nhân bệnh lý, thì chúng ta cần phải bổ sung những các cái sắt, những các cái vitamin, những các cái hạn chế sử dụng những các cái thừa,
và bổ sung những các cái thiếu ở trong cơ thể. Thì đấy là những các cái nguyên nhân. Những các cái nguyên nhân này thì nó là những các cái nguyên nhân rất là dễ hiểu và chúng ta ai cũng có thể xác định được. Còn phụ nữ ở thời kỳ tiền mãn kinh thì tôi cũng khuyên rằng nên sử dụng những các cái bổ sung, những các cái GLA là những các cái tăng những các cái cân bằng những các cái nội tiết tố cũng như là những các cái hormone trong cơ thể để chúng ta có thể là không những phòng chống những các cái bệnh rụng tóc mà nó còn phòng chống được, giải quyết được rất nhiều những các cái vấn đề khác của chị em phụ nữ. Ví dụ như là thời kỳ tiền mãn kinh thì nó giảm cái sự bốc hỏa phụ nữ đi rất là nhiều, nó tăng những các cái chất nhờn cho âm đạo, nó tránh những các cái tình trạng khô hạn ở chị em phụ nữ. Và đặc biệt thậm chí có rất là nhiều người trẻ tuổi hiện nay cũng thế. Và đặc biệt là khi mà nó cân bằng được cái nội tiết tố thì cái da dẻ của phụ nữ cũng đẹp. Những các cái vết nám chúng ta cảm giác là nó sẽ được mờ đi và những các cái vết nhăn nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Cho nên là những các cái về nội cân bằng nội tiết tố thì tôi khuyên là nên sử dụng thường xuyên khi mà chúng ta biết đến, chứ không phải để xác định những các cái nguyên nhân. Còn nếu như những các cái nguyên nhân mà bị thiếu cân bằng nội tiết tố thì nó không chỉ rụng tóc đâu, nó còn còn liên quan đến rất rất là nhiều những cái vấn đề, và đặc biệt là da và đặc biệt là nám, thì đấy là những các cái nguyên nhân mà chúng ta có thể xác định được một cách rất là đơn giản. À, cảm ơn Nguyệt. Thêm một cái câu hỏi nữa nè, những người bị hói đầu đó thì có nên sử dụng sản phẩm này không và có hiệu quả không? Những người bị Dạ hói. vâng, thông thường mà những cái người mà không còn cái nang tóc ấy thì nó rất là khó mọc lại. Nếu như mà những người mà bị rụng tóc mà bị rụng tóc theo bệnh lý thì hoặc là bị rụng tóc do những các cái bị teo những các cái tế bào, những các cái nang tóc, hoặc là những người bị xạ trị hoặc sử dụng thuốc thì cái việc mọc lên là rất là khả thi. Tuy nhiên thì ví dụ như là có những người bị rụng hoặc mất những các cái mảng tóc do tạo sẹo, ví dụ cho một cái tai nạn nào đó hoặc một cái tổn thương vùng đầu nó tạo thành một cái vết sẹo rồi thì những các cái vết sẹo đấy không thể mọc lên tóc được. Và cái thứ hai nữa là có một số những cái anh nam giới mà bị hói theo cái kiểu mà nhẵn bóng lên, nó không còn những các cái nang tóc và nó bị từ rất là lâu rồi, từ thời còn trẻ, thì cái vấn đề để nó có thể mọc thêm lại cái vấn đề đấy là cũng là rất là khó, và nó chỉ khắc phục những các cái tóc còn lại, nó không bị tiếp tục rụng. Ví dụ như là có rất là nhiều người hói từ trán lên đỉnh đầu và đến tận đằng sau gáy. Thế nhưng mà khi mà chúng ta mới chỉ hói ở phần trán, nó chưa lên đến đỉnh đầu rồi, và chúng ta sử dụng những các cái sản phẩm này thì nó không lên đến đỉnh đầu và nó không ra làm sao. Tức là về mỹ quan nó sẽ không làm xấu đi thêm, và chắc chắn là tóc, các tóc cũ nó sẽ dày lên hơn và nó có thể là trông nó sẽ trẻ hơn và trông nó cũng có thể đẹp hơn. Ok, rồi, nghĩ là chắc chị Dương hài lòng với cái câu trả lời đấy. Rồi một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của tất cả mấy anh chị chương trình về cái sức khỏe và cái huấn luyện về sản phẩm của Nu Skin. Mấy anh chị mình sẽ tiếp tục vào 2 ngày thứ 3 và thứ 6. Mong là có cái sự đóng góp, và mấy anh chị có thể là không những là chỉ cho những cái nhà phân phối đó, mấy anh chị có thể đưa cái đường truyền là giao lưu với nuviet.com cho tất cả bạn bè người Việt Nam khắp mọi nơi trên thế giới để tham dự thường xuyên mỗi tối mình chỉ vào lúc 21 giờ giờ Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn Nguyệt rất nhiều, và hy vọng là sẽ có nhiều cái cơ hội để mà học hỏi và chị Nguyệt có thể chia sẻ thêm cái kinh nghiệm này. Một lần nữa chúc mấy chị ở Việt Nam ngủ ngon, riêng một số mấy chị đang ở Mỹ đó thì chúc mấy chị có được một ngày làm việc được rất nhiều hiệu quả. Xin cảm ơn tất cả mấy chị.